thua cái quầy này lại nghĩ rằng mình có thể thắng ở quầy khác. Đấy, đam mê đâm sâu vào để mang lại cái khổ, cái sát hại cho mình, cho người thân mình. Không phải sao những cái đam mê nhục dục, không phải sao những cái tham lam, bất công, ích kỷ để rồi đẩy đưa con người càng ngày đi xấu vào sự xấu. Bắt đầu là từ những cái tính toán dựa trên quyền lực của mình, dựa trên những cái cách thế của mình, dựa trên những nhóm của mình. Thế rồi càng đi sâu hơn thì mình càng lôi kéo hơn, càng dùng những tính vi hơn, càng dùng những cái xảo quyệt hơn, vu mô hơn để mà vu khống, để mà đạp hạ, để mà sao mà chiếm đoạt điều mình muốn. Mình muốn loại mình ra khỏi xã hội, ra khỏi những người thân. Bởi vì mình giam hãm mình, phải là trong những mồ mả ngày xưa, mà giam hãm mình trong những cái ích kỷ, trong cái sự bất công như vậy. Chúa Giêsu, Ngài mang lại sự giải thoát. Ngài đã lôi kéo anh ta ra khỏi mồ mả. Như nói trước, quyền năng của Chúa Giêsu về sau này, Ngài là đứng sẽ vượt thắng và phá cái mồ của Ngài, sự chết của Ngài. Ngài là đứng phục sinh, Ngài là sự sống quyền năng. Chúa Giêsu muốn điều đó cho tất cả mọi người chúng ta, cho người thân yêu của chúng ta. Liệu trong cuộc sống mình đâu đó có những biểu hiện mà ma quỷ đang tinh vi xảo quyệt, đang muốn nắm chủ mình? Không phải có thể chưa hẳn là toàn bộ cuộc đời của mình, nhưng mà đâu đó. Phải chăng chúng ta nhớ khi mà thực hiện bí tích rửa tội đó, các bạn anh chị em nhớ khi mà tham dự cử hành bí tích rửa tội, trước khi cử hành bí tích rửa tội có một nghi thức gì, nhưng mà nhớ không? Có một nghi thức gì? À, nghi thức trừ tà. Một đứa bé nó sinh ra, nó đã làm gì điều xấu đâu, nó đã có tội riêng gì đâu. Nhưng mà giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng tội nguyên tổ nó vẫn để lại những cái hiệu quả, cái hậu quả trong cái tư tưởng, lời nói, trong cuộc sống. Sinh ra mình đã là một con người rồi, thế rồi lớn lên do môi trường xã hội và do những cái tội riêng của mình nó cộng thêm vào, dễ làm cho chúng ta dấn thân sâu vào trong cái thế giới của mồ mả, của cái chết, của sự ích kỷ bất công. Chúng ta cần sự trừ tà, cần quyền năng của Thiên Chúa giải thoát chúng ta. Không phải sao chúng ta vẫn gặp những con người trước những cái bình thường, sau đó không được như ý mình muốn là chu chéo lên, là văng tục, là chửi bậy, hại mình, hại người khác. Chúa Giêsu cũng muốn giải thoát những con người như thế, những thái độ sống như thế, cũng muốn giải thoát mọi người chúng ta. Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là cả một cái tập thể, cả một cái cộng đoàn dân làng đó muốn tập hợp lại, muốn trói anh ta lại, muốn khống chế, muốn kiềm giữ anh ta mà cũng không làm được. Chúng ta thấy sức của con người vẫn chịu thua trước sức của tà thần và ma quỷ. Cho dù cả một cái tập thể đông như vậy, họ là những người có thể đoàn kết với nhau, họ chung một ý hướng với nhau, họ cùng làm một công việc như nhau, nhưng mà vẫn chịu thua trước sự tàn phá, trước sức mạnh của ma quỷ. Mà chỉ có một sự giải thoát đến từ Chúa Giêsu. Ngày hôm nay mà chúng ta có được sự giải thoát đó cũng phải đến từ Chúa Giêsu. Cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện trừ tà cũng đều đến được và đạt được bởi vì dựa trên niềm tin vào Chúa Giêsu, bởi quyền năng của Thánh Thần của Chúa Giêsu và nhân danh Chúa Giêsu. Có được bởi vì tập thể cộng đoàn đức tin hiện diện trong Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu, trong niềm tin của Chúa Giêsu và quyền năng của Chúa Giêsu. Đấy. Chúa Giêsu mời gọi người chúng ta tìm lại cái niềm tin đặt nơi Ngài để Ngài làm chủ đời của chúng ta, để Ngài tiếp tục xua đuổi đi những cái sự ô uế, những cái thần dữ, những cái gì đó cũng đang vây hãm, nó đang đánh phá và muốn đang làm chủ đời của chúng ta, chỗ góc cạnh này, chỗ xó xỉnh kia trong cõi lòng tâm hồn của chúng ta. Điểm thứ ba mời ông anh chị em cùng chia sẻ, cùng suy gẫm, đó là Chúa Giêsu sẵn sàng cho phép cả một cái cơ binh thần ô uế đó nhập vào đàn heo, và để rồi đàn heo đó lao xuống biển và chết đuối, chết chìm trong đấy. Đó là hình ảnh của một anh chị em có thể hình tượng nhớ lại câu chuyện nào để nhớ lại, nhưng mà Thánh Marco chia sẻ điểm này.
thả tất cả những cái gì đó sự dữ để chết chìm trong nước, trong biển, trong cựu ước, phải không nào? Ở nơi biển đỏ, thế lực của Pharaoh, thế lực của những con người mà bướng bỉnh chống lại Thiên Chúa, chống lại chương trình Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài cho chết chìm trong biển đỏ. Thì ngày hôm nay Thánh Ma-cô muốn dùng lại những mời gọi của người chúng ta, quyền năng của Thiên Chúa đó, Thiên Chúa toàn năng đó đang hiện diện nơi Chúa Giê-xu. Ngài sẵn sàng tẩy uế, Ngài sẵn sàng trừ tà, Ngài sẵn sàng thanh tẩy tất cả, và để cho thần dữ, thần ô uế và những cái gì là ô uế chết chìm trong biển đỏ. Thế nhưng có một cái phản ứng từ dân làng, đó là khi mà họ thấy, họ đến, họ chứng kiến, họ nhìn gặp cái con người như vậy đó, đó là con người trước kia là giận dữ, là có những hành vi muốn tự sát, những hành vi mà chua chéo, hành vi mà hung hăng dữ dội đấy, thì giờ đây là ngồi yên, là mặc quần áo tỉnh tề và tỉnh táo, thì họ cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ. Mà sự hoảng sợ nữa đó là tất cả những đàn heo biến mất, và họ làm gì? Họ mời Chúa Giêsu đi, họ mời Chúa Giêsu đi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài can thiệp, Ngài sẵn sàng chọn lựa phần rỗ của một linh hồn, nhân phẩm của một con người trước mặt Thiên Chúa quý giá hơn tất cả những cái gì đó là vật chất, cho dù nó là bao nhiêu con heo, cho dù này, cho dù nó là cả một cái vũ trụ vật chất này, cho dù nó là một đống vàng, cho dù nó là một cơ sở vật chất, Thiên Chúa vẫn xem nó là thua xa với một linh hồn, với từng một con người mà Chúa muốn cứu, Chúa muốn giải thoát. Thế nhưng con người vẫn có những cái tính toán, cân đo, đong đếm mà dựa trên tài chính, dựa trên đồng tiền. Và trước mặt họ, họ thấy nó là một sự thiệt thòi, là sự mất mát, và họ chọn một điều là không muốn dính dáng với Chúa Giêsu, không muốn Chúa Giêsu ở với họ, mời Chúa Giêsu đi. Có thể đâu đó trong cuộc sống của người chúng ta, đồng tiền nó chi phối, nó ảnh hưởng trong những cái dự tính, những cái chọn lựa, những suy nghĩ của mình nhiều lắm, ảnh hưởng mạnh lắm mà chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta trong gia đình mất tình, mất nghĩa với nhau cũng vì đồng tiền. Đôi khi chúng ta muốn để Chúa qua một bên cũng vì đồng tiền. Đôi khi chúng ta không muốn Chúa đi vào cuộc đời của mình, sẽ thay đổi lối sống của mình, thay đổi lối sống của gia đình của mình, và chúng ta để Chúa đi một bên. Nên lời Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay chắc chắn còn nhiều điểm để quý bà và anh chị em có thể suy gẫm riêng. Tôi xin chia sẻ một vài điểm như vậy để mời gọi những người chúng ta có Chúa gì đó lương thực hàng ngày, là xin Chúa tiếp tục ban ơn cho mỗi người chúng ta đâu soi sáng, gia tăng đức tin, và để Chúa làm chủ cuộc đời của người chúng ta, gia đình của chúng ta, để chúng ta tìm được sự an vui, tìm được cái hạnh phúc là con cái Chúa, tìm được cái nhân phẩm, cái hình ảnh đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên mình. Thiên Chúa muốn mình như vậy, Thiên Chúa cứu mình. Có như vậy, cuộc sống của mình, của người chúng ta nó sự an bình, an vui, hạnh phúc từ đời này đến đời sau. Xin Đức Mẹ Maria và các thánh tiếp tục cầu bầu, giữ chở che mọi người chúng ta. Amen.